Xin chào các bạn, Tinh tế Look Back. Mình đánh giá Samsung Galaxy Z Fold 2 là thiết bị công nghệ tuyệt vời nhất. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn vì sao. Năm 2020 nhận thấy là có rất là nhiều cái biến động vì cái dịch Covid cũng như là những cái biến động về thị trường di động. Tuy nhiên anh em thấy là những cái hãng họ đang cố gắng là họ vượt qua cái biến động đó, họ cố gắng họ sốc lại tinh thần cho người tiêu dùng, cho đó họ tung ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau, từ Oppo cho đến Huawei cho đến Apple hay Samsung. Và ví dụ như anh em xem Apple ra mắt cái gì, nguyên năm vừa rồi ra mắt rất là nhiều sản phẩm mới hoàn toàn, mang lại cái sự hấp dẫn hơn, sự tích cực hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên trong một năm vừa rồi mình đã xài qua rất là nhiều sản phẩm, mình đã trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm, mình vẫn chọn Samsung Galaxy Z Fold 2 là thiết bị sử dụng nhiều nhất so với những thứ khác mà nó mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho mình. Mình không gọi những cái chiếc Galaxy Fold của Samsung là smartphone, mình gọi là thiết bị di động. Bởi vì đối với mình, những gì mà nó làm được vượt hơn rất là nhiều so với chiếc smartphone làm được. Mà bây giờ mình xem nó như là một cái máy tính, một cái thiết bị di động, một cái máy tính bảng có kết nối nhiều hơn. Những cái tablet cho dù nó nhỏ cỡ nào đi nữa thì chúng ta không thể nào mang theo người chúng ta được, chúng ta không thể đút vào túi quần được, chúng ta không thể có nó luôn luôn bên mình được. Bởi vì Samsung Galaxy Z Fold 2 nó gập lại được, nó gọn, nó nhỏ, nó nhẹ, thì đó làm nên cái sự khác biệt của nó. Và mình nghĩ nó sẽ là cái tương lai của những cái thiết bị di động. Chúng ta luôn luôn muốn cái màn hình to hơn, nhưng mà chúng ta luôn luôn muốn những cái gì đó nó ở trong túi của chúng ta. Hiện tại thì mình đã sử dụng qua hầu như tất cả những thiết bị di động có cái màn hình gập. Thì mình thấy rằng là cái gập kiểu của Samsung Galaxy Z Fold 2 hay là Galaxy Fold là cái mà chúng ta cảm thấy xài được nhất. Cái gập khác, ví dụ như là Z Flip hay là Motorola Razr chẳng hạn, thì em thấy rằng là nó gập lại giống như là một cái điện thoại vỏ sò ngày xưa, rất là nhỏ, rất là gọn. Những cái gì chúng ta trải nghiệm được thực tế nó không có nhiều giá trị. Tức là sao, chúng ta chỉ nhìn thấy nó đẹp hơn, chúng ta chỉ nhìn nó nhỏ hơn, nhưng mà khi sử dụng là lúc mà chúng ta cần nhất thì nó lại như là một cái điện thoại bình thường. Và hiện tại chúng ta đang chấp nhận một cái điện thoại bình thường, chúng ta không cảm thấy khó khăn gì ở nó cả. Do đó cái giải pháp để giải quyết cái chúng ta không cảm thấy khó khăn thì nó không cần thiết. Do đó mình thấy rằng là cái Samsung Galaxy Flip hay là cái Motorola Razr nó không có mang lại cái trải nghiệm tốt hơn trong cái việc gập của nó. Do đó là mình đánh giá cái gập của Galaxy Z Fold 2 hay là Galaxy Fold là cái gập thiết thực nhất. Vậy thì cái gập của Huawei Mate XS thì sao? Em nhớ là khi mà Huawei Mate XS và Samsung Galaxy Fold cùng ra mắt ở cái Mobile World Congress năm 2018 á, thì mình đã post rất là nhiều status, mình thể hiện cái sự yêu thích của mình đối với lại cái Mate XS hơn là cái Samsung. Bởi vì cái Mate XS lúc đó nhìn nó sexy hơn, đẹp hơn, đã hơn khi gặp lại. Nó sẽ thành một cái màn hình như smartphone, như khi mở ra như là một tablet. Nó chỉ có một màn hình thôi. Và do đó cái màn hình ngoài là một nửa của cái màn hình lớn. Và rất là đẹp, rất là tràn viền. Rồi mình sử dụng Fold. Rồi sau đó mình cũng sử dụng Mate XS. Và mình đã không sử dụng cái Mate XS đã qua được 2 tuần. Bởi vì sao? Khi thực tế thì cái thiết kế nó đẹp, nhưng mà nó không có thiết thực, nó không có xài được. Thứ nhất là khi mà cầm ở trên tay á, khi gặp lại cái Mate XS nó rất là to. Do đó là chúng ta không thể nào đút túi quần được. Chúng ta cũng không thể nào mà cầm nó một cách thoải mái được. Là một cái màn hình bao phủ cả mặt trên lẫn mặt trước. Do đó là khi mà anh em để nó xuống bàn, khi mà anh em thao tác với nó, anh em luôn luôn cảm thấy cái điều gì đó nó không an tâm, rất là lo lắng. Do đó là không có thoải mái khi dùng. Và khi mở ra thì sự không cân đối giữa cái thiết kế đó, tức là cái bên cạnh phải thì nó có một cái báng để nó chứa cụm camera, bên cạnh trái thì nó không có. Khi mà anh em cầm hai tay thì anh em cảm thấy nó không có cân đối. Khi mà anh em cầm một tay, cầm bên trái không được bởi vì bên phải nặng hơn. Rồi Huawei họ làm sau đó mà cạnh bên trái rất là sắc, anh em không thể cầm được nó. Thì chúng ta gần như có một cái xu hướng là sẽ cầm vào bên phải thôi bởi vì nó có cái báng ở đó. Tuy thực tế cái bảng không giải quyết được vấn đề, không có giúp gì được cho anh em cho cái chuyện là điện thoại đó nó chắc chắn hơn khi trên tay anh em, mà anh em lại luôn luôn phải nghĩ về cái chuyện là cầm một bên thôi. Đối với cái Fold thì mình phải cầm xung quanh. Và chưa kể một cái phần khác nữa là ở trên Mate XS chúng ta không có dịch vụ Google, do đó chúng ta không xài được. Đó, bây giờ mình sẽ nói về sự thay đổi, cái sự nâng cấp của Galaxy Z Fold 2 so với lại Fold đời đầu. Em thấy rằng là Fold đời đầu là vượt qua rất là nhiều cái khó khăn để nó đến được tay người tiêu dùng. Mình không nhắc lại cái sự cố này nữa. Tuy nhiên nó vẫn còn rất là nhiều thứ để mà Samsung có thể nâng cấp được, hoàn thiện được ở trong đời sau. Thì mình thấy là gần như họ làm tất cả những cái gì có thể. Mình dường như tưởng tượng rằng là không biết là cái đời Fold tiếp theo thì cái gì sẽ là thay đổi.
Nhiều lúc mình nghĩ rằng là nếu mà đối với đời Fold 3 thì chắc họ chỉ cần trang bị S Pen là được, còn tất cả gần như là hoàn hảo. Cái sự thay đổi mà nó ảnh hưởng lớn nhất tới anh em, trực tiếp tới anh em, đó là cái phần khuyết ở trên cái màn hình. Samsung dành hẳn một cái phần rất là lớn ở trên màn hình bên tay phải góc trên của các Fold đời đầu để chứa cái cụm camera, mà gần như là mình chưa xài cái cụm camera đó một lần nào hết trong suốt gần một năm mình sử dụng con Galaxy Fold đó. Thì rõ ràng nó là một hy sinh vô dụng, mình không hiểu Samsung muốn làm gì ở chuyện đó. Và cái Fold 2 thì họ đã khắc phục cái điểm đó. Bây giờ họ trang bị một cái camera ở phía trước thôi, dạng một cái núm nhỏ, mình gọi là camera nút ruồi nhỏ xíu thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến cái góc nhìn của mình về tổng thể cái màn hình của Fold 2. Và bây giờ mình cảm thấy rằng là nó đã liên lạc hơn, nó đã trọn vẹn hơn rất là nhiều. Rồi ở cái Galaxy Z Fold 2 thì cái viền của cái máy á, nó không phải là dạng tròn như là đời đầu nữa, nó là cái dạng thẳng hơn. Do đó là cái viền màn hình nó mỏng hơn, cái cảm giác tràn viền mình sử dụng nó dài hơn. Tiếp theo là mình nói về cái bản lề gập. Cái bản lề gập ở trên Samsung Galaxy Z Fold 2 này nó là thế hệ thứ 3. Họ đã nâng cấp rất là nhiều để một là mang lại cái trải nghiệm tốt hơn, hai là có một cái nhìn nó đẹp hơn, nó liên lạc hơn. Với cái trải nghiệm, Samsung đã trang bị những điểm nam châm hỗ trợ hay trợ lực, nó có cái điểm dừng cho anh em. Chúng ta rất là tự tin khi chúng ta mở ra, chúng ta rất là chắc chắn khi chúng ta đóng vào. Tức là bây giờ chúng ta đóng cái màn hình lại, chúng ta không cần suy nghĩ là đóng chưa. Chúng ta mở cái màn hình ra, chúng ta cũng không cần suy nghĩ là mở chưa. Thì đó là một cái quan trọng, nó giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn, đơn giản hơn và nhanh hơn. Hiện tại trên thị trường, những cái hãng mà làm màn hình gập thì Samsung có lẽ là cái hãng có nhiều cái sản phẩm nhất ha, cái thứ ba, và nhiều cái đơn vị bán ra nhất. Do đó là kinh nghiệm của họ về bản lề gập theo mình là có nhiều nhất so với những hãng khác. Cái chỗ bản lề nó gập ngay giữa màn hình ở trên Z Fold 2 bây giờ nó không còn nổi bật như là đời trước nữa, nó phẳng hơn. Nó vẫn còn một cái gành ở giữa đó, nhưng mà bây giờ nó phẳng hơn, nó đều hơn và nó không có hiện diện nhiều nữa. Do đó là khi mà anh em sử dụng Fold 2, anh em cảm thấy nó thoải mái hơn khá là nhiều so với đời trước. Fold 2 sở hữu một tấm nền rất tuyệt vời, là một cái điện thoại có cái màn hình rất là lớn, tấm nền rất là hiện đại. Thứ nhất là nó có tốc độ làm tươi là 120Hz. Đó, hiện tại 120Hz là một tốc độ làm tươi rất là tuyệt vời. Nó giúp cho chúng ta có hình ảnh nó được, nó hiển thị nó mượt hơn, nó không bị giật nữa, và chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Bởi vì những cái chuyển động ở trên màn hình, những cái di chuyển trên màn hình chúng ta thao tác á, nó liên lạc với lại cái chúng ta cảm nhận được. Thì đó là một trong những quan trọng. Cái quan trọng thứ hai là ở trên cái Z Fold 2, cái độ sáng của nó rất là tốt, rất là cao. Có thể thoải mái đi ra đường, trời nắng anh em vẫn nhìn rất là rõ. Mình cũng hay đi ra đường với smartphone của mình, thì hiện tại mình không thấy cái điện thoại nào khác có màn hình sáng và lớn như là Fold 2 này. Kể cả độ sáng không thì nó cũng hơn rất là nhiều so với lại những smartphone khác. Đó, nó rất là rõ ràng, rất là sáng khi mà ở ngoài đường. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái lợi ích của cái màn hình lớn của Z Fold 2 mình trên cơ sở so sánh với lại một cái màn hình của chiếc smartphone bình thường. Thì anh em thấy rằng là hiện tại những cái màn hình của smartphone nó thường rất là dọc ha, nó rất là hẹp chiều này và rất là ngang, bởi vì người ta muốn những cái màn hình to hơn nhưng mà điện thoại vẫn nhỏ. Thiết kế dọc như vậy nó chỉ giúp chúng ta có thể mang điện thoại đi được thoải mái hơn thôi. Điện thoại nó nghe có vẻ to hơn thôi ha, bây giờ tới 6 inch, 8, 7 inch nhưng nó vẫn rất là nhỏ gọn. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ không cho một cái trải nghiệm tốt bằng cái điện thoại có một cái màn hình tỷ lệ vuông hơn hay tỷ lệ rộng hơn. So với lại cái màn hình này nó kích thước khoảng hơn 7 hoặc là hơn 8 inch, nghe nó có vẻ không nhiều. Tuy nhiên nếu mà anh em để kế bên nhau thì nó khác một trời một vực, thậm chí là gần như khác gấp đôi. Thì đó là cái mà sự khác biệt do cái tỷ lệ màn hình nó mang lại. Bởi vì anh em thấy này là mắt của chúng ta được thiết kế ngang như vậy chứ không phải dọc như vậy ha. Hai con mắt hai bên này chúng ta sẽ nhìn được rộng hơn, chúng ta không phải nhìn được cao hơn. Mình xem những thiết bị di động là những thiết bị để mình tiêu thụ nội dung. Đó, do đó là cái màn hình càng lớn nó hiển thị càng nhiều thì càng tốt. Một cái thiết bị di động như là Z Fold 2 nó sẽ cho một cái trải nghiệm đọc chữ hay là trải nghiệm xem nội dung nó sẽ trọn vẹn hơn. Chúng ta thấy được toàn cái màn hình của nó và chúng ta thấy được nhiều hơn. Và khi mà đọc tin tức, đọc sách thì anh em sẽ bớt phải vuốt vuốt hơn. Ví dụ như là khi mà anh em dùng Z Fold 2 để anh em lướt tin tế, lướt Facebook, coi email, đọc sách hay là xem hình thì nó đều vượt trội và tốt hơn, lớn hơn rất là nhiều nếu mà so với lại một chiếc smartphone bình thường. Bởi vì cái tỷ lệ màn hình của nó, bởi vì kích thước màn hình của nó có sự thay đổi đó, trong đó tỷ lệ màn hình nó mang lại giá trị nhiều hơn. Ví dụ anh em chụp một tấm hình hay là anh em import một tấm hình từ một cái máy ảnh khác vào trong cái Z Fold 2,
cũng như vào trong một cái smartphone bình thường để anh em xem. Thì anh em xem được rất là nhiều trên cái Fold 2 này. Kể cả là anh em có thể mở hình nó ra, anh em edit, anh em kéo sáng, anh em kéo tối, hay anh em chỉnh hiệu ứng gì đó, thì nó đều cho một cái cảm giác ngon hơn rất là nhiều ở trên cái Fold 2 này so với lại trên một smartphone bình thường. Thì nó khá quan trọng. Quan trọng hơn nữa đó là nó ở trong túi của anh em. Anh em cần, anh em rút ra, anh em xài liền. Anh em sẽ đối xử với nó khi mà di chuyển giống như là một cái smartphone. Dĩ nhiên nó to hơn chút xíu. Z Fold 2 trang bị phần cứng rất là mạnh mẽ, và mình thấy rằng là nó vẫn có thể mạnh mẽ cho 1 hoặc 2 năm tiếp theo. Gần như là anh em không cần phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì về cấu hình của nó. Mình gần như không bao giờ phải quan tâm đến pin của nó. Nó không bao giờ hết nguyên một ngày xài của mình, cho dù cái màn hình rất là to. Vậy những cái gì mà mình cảm thấy rằng là Z Fold 2 vẫn có thể nâng cấp được, vẫn có thể làm tốt hơn, hoặc là mình thấy chưa hài lòng lắm? Trước tiên là một cái S Pen. Mình nói với anh em là mình dùng cái Z Fold 2 này đọc rất là nhiều, cho nó đọc tin tức đối với mình rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà có cái S Pen trang bị ở Z Fold 2 này thì mình sẽ dịch nó dễ hơn, bởi vì mình đọc nguồn tin tiếng Anh nhiều, và dĩ nhiên mình không thể nào biết tiếng Anh tất cả rồi. Có rất là nhiều thứ mình không biết, rất là nhiều từ mình không biết. Hiện tại mình phải lấy ngón tay mình chọc vào, mình phải mở một cái từ điển. Nó cũng được trang bị bên trong máy đó, nhưng mà nó không được tiện lắm. Nếu mà dùng S Pen thì nó bóp bắp lên ngay cái tra từ, nó dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì mình thử S Pen để tra từ điển rồi, nó dễ lắm. Thì mình cũng mong rằng là cái phone tiếp theo nó sẽ có cái S Pen, hoặc là cái phone này update lên để có thể sử dụng S Pen được. Thì đó là một điều tuyệt vời. Tiếp theo đó là một thiết kế đơn giản hơn, nó bình dân hơn. Em thấy rằng là những điện thoại của Samsung, đặc biệt là những điện thoại cao cấp á, thì nó hầu hết có những cái màu sắc rất là kỳ. Đối với mình á, mình thích một cái gì đó nó dịu mắt hơn, một cái gì đó nó ít bóng bẩy hơn, ít bóng lộn hơn, bớt gay hơn. Những điện thoại Samsung cao cấp, ví dụ như là anh em thấy rằng cái Fold 2 này của mình chẳng hạn, nó có cái màu vàng hồng, nó bóng rực. Mình không hiểu tại sao một thiết bị sử dụng hàng ngày nó lại một cái trang bị một cái màu sắc giống như là để đi tiệc vậy, hay là để lâu lâu mới nhìn thấy vậy. Rất là kỳ. Và cái màu tương ứng khác của nó là cái màu đen bóng. Đúc tay vào cái là nó hiện lên vân tay liền, nó rất bóng bẩy. Thực sự là mình muốn một cái màu, những cái màu sắc gì đó nó dịu hơn, nó bớt bóng bẩy hơn, nó bớt bóng lộn hơn. Nó sẽ cho một cái trải nghiệm bình thường hơn, tốt hơn rất là nhiều. Mình cũng mong là Google cũng như Samsung có làm việc với nhau chặt chẽ hơn ha, để những cái ứng dụng nó hiển thị trên cái màn hình của Samsung Z Fold tiếp theo á, tại màn hình nó vuông này, nó được tốt hơn. Hiện tại vẫn có nhiều app nó không hỗ trợ tuyệt vời cho cái màn hình này. Nó hiện lên, nó lại phải refresh lại một lần nữa, hoặc là nó không có hiện lên đúng cái tỷ lệ thì ít thôi, một số ít thôi. Thì mình hy vọng là Google cũng như là Samsung sẽ làm việc với nhau chặt chẽ hơn để mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Bởi vì người dùng điện thoại này của Samsung, tức là người dùng Android của Google mà, thì mình thấy rằng là cái dấu hiệu này nó có thể là khả thi rồi. Bởi vì hiện tại đối với lại cái dòng S thì Samsung và Google đã làm việc với nhau chặt chẽ hơn ha, rõ ràng hơn. Và cái ứng dụng tiếp theo mình muốn là Facebook. Anh em biết rằng là Facebook là cái ứng dụng mà chúng ta xài rất là nhiều và xài rất là tuyệt vời ở trên cái màn hình lớn và tỷ lệ vuông như vậy, và luôn luôn bên mình chúng ta như vậy. Do đó là cái ứng dụng Facebook nó càng thích hợp, nó càng được thiết kế để cho phù hợp với cái máy này bao nhiêu thì chúng ta có trải nghiệm tốt bao nhiêu. Hiện tại thì cái ứng dụng Facebook ở trên cái máy Z Fold 2 này lâu lâu nó vẫn có những cái trục trặc nhỏ thôi, nhưng mình thấy rằng là nó vẫn có thể làm tốt hơn. Facebook họ nói rằng họ rất là thích Samsung, Mark Zuckerberg cầm điện thoại Samsung chụp hình. Ý nó là không thích Apple. Tuy nhiên cái app mà làm cho iPhone thì được cập nhật rất là tốt, trong khi app làm cho Samsung lại không được cập nhật thường xuyên. Thì mình hy vọng là Facebook sẽ bớt lên lẹo để làm cái ứng dụng cho Galaxy Z Fold 2 nó tốt hơn. Đó là những cái chia sẻ của mình về Samsung Galaxy Z Fold 2, cái thiết bị công nghệ mình đánh giá là tuyệt vời nhất trong năm 2020. Tức năm vừa rồi mình mua rất là nhiều đồ công nghệ, tuy nhiên cái Z Fold 2 là cái mà mang lại cái trải nghiệm tuyệt vời nhất cho mình so với lại những cái khác. Thứ nhất là bởi vì nó luôn luôn ở bên mình. Mình xài nó như một cái smartphone vậy, nó luôn luôn ở bên cạnh mình, lúc nào mình có nó. Thứ hai là cái trải nghiệm nó ngon. Có thể có những cái thiết bị khác trải nghiệm nó ngon hơn, nhưng mà lâu lâu mới xài được. Ví dụ cái màn hình 32 inch 6K của Apple vậy, tối mình về nhà mình mới xài thôi chứ mình đâu mang đi vòng vòng được. Đó, ví dụ như vậy. Thì đó là lý do vì sao mình chọn nó. Rồi, xin cảm ơn nha.